ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Không ai là không biết danh tiếng của lão võ sư Phi Long Vịnh. Ông là một cây đại thụ trong làng võ đất Bình Định. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tư. Tôi và Duy Nhất bước xuống mà ven đường thì nhìn thấy một bỏ đường với một cái sân nhỏ, một cái khung cảnh ở miền quê. Ở đó thì có một người thầy khá là lớn tuổi đang đứng hướng dẫn cho các võ sinh. Dù thầy đã lớn tuổi rồi nhưng mà cái động tác hướng dẫn cho các bạn thì rất là nhiệt và rất là lửa. Cũng nhờ võ thuật như vậy làm cho thầy vẫn còn giữ được cái phong độ và cái đẳng cấp trong ngành võ thuật. Cảm thấy đây là một người thầy có một cái niềm đam mê về võ thuật ăn vào trong xương máu, trong tủy. Từ năm ông 8 tuổi, ông đã được cha truyền dạy võ thuật. Được vài năm, cha lên đường tập kết ra miền Bắc, ký thác ông cho hai người anh dạy bảo. 18 tuổi, ông đã thu nhận học trò và bắt đầu thượng đài khắp hai miền Nam và Trung Bộ. Võ đường của ông khi đó mang tên Phi Long. Sau ngày đất nước giải phóng, ông chính thức đổi tên thành võ đường Phi Long Vịnh. Điều làm nên tên tuổi của võ đường Phi Long Vịnh danh trắng miền Trung chính là tuyệt chiêu Phi Long Ngọc Trảng. Ông bảo Phi Long hay Ngọc Trảng đều là một đòn thôi. Đòn này tung ra tựa mây bay, vừa đánh tới nhưng cũng phải phóng hậu, rồi chân sau bay lên, đập xuống vào trên không, đập thủ đầu vào nắp bộ não. Trong những lần thượng đài, lão võ sư Phi Long Vịnh nhớ nhất vẫn là hai lần hạ các võ sư ngoại quốc bằng tuyệt kỹ Ngọc Trảng. Năm 1962, một võ sư người Khmer tên Thạch Khang đến khiêu chiến, vốn coi thường võ cổ truyền Việt Nam. Khi hai bên lên thượng đài, Thạch Khang dùng sức mạnh tấn công tới tấp võ sư Vịnh. Lúc đó ông gặp rất nhiều khó khăn. Cuối cùng ông áp sát dùng Ngọc Trảng thần công điểm vào các huyệt đạo của đối thủ, khiến Thạch Khang ngã gục trên sàn đài. Năm 1968, võ sư Vịnh có cuộc tỷ thí với một võ sư Taekwondo, Tứ Đẳng Nguyên Đai, người Hàn Quốc. Biết Taekwondo chỉ giỏi đánh đòn xa, nên võ sư Vịnh áp sát, rồi sử dụng hổ trảo, một chiêu cho Ngọc Trảng thành công, mất vào bàn sườn. Sau đó kéo xuống bụng, đánh vào vùng gan, võ sư Hàn Quốc gục trên sàn đấu. Ông kể, khi đã dùng Ngọc Trảng thành công, thì phải ra đòn liên hoàn, không thể nương tay, nếu đối thủ chưa gục ngã. Vì đây là loại đòn độc, không hạ được đối phương, ắt sẽ tự giết mình. Ngoài ra, năm 2007, ông đã sang Ý biểu diễn bài Ngọc Trảng, khiến hàng trăm võ sư của gần 40 nước trên thế giới thán phục. Lo ngại hai chúng tôi không cảm nhận hết những tinh hoa của bài quyền, nên đang nói chuyện, ông đã đứng phắt dậy và thi triển cho chúng tôi xem quyền cước ảo diệu của bài quyền. Có thể thấy rõ, mỗi bước đi, thế đánh, ông chỉ di chuyển gọn, nhưng đòn thế rất độc và hiểm. Trong ca Huyết Võ Tây Sơn, võ sư Hồ Ngạnh đã từng nói: tứ môn, tứ diện chớ sai, ngân đài Ngọc Trảng nhớ hai chữ này, đòn ra giống tựa mây bay, chân đạp tới trong tày lưu tinh, đánh rộng, đánh hẹp tùy mình, thế lừa, thế điểm cho minh mới tài, làm trai trong lúc song pha, phải chiến thắng mới ra anh hào. Với mong muốn những tuyệt kỹ của bản phái sẽ ngày càng phát triển, phát huy thêm. Do đó trong những ngày lưu lại võ quán, võ sư Phi Long Vịnh đã cho con trai là võ sư Phi Long Hùng truyền dạy cho tôi những tinh hoa từ bản phái. Bây giờ con làm một hai cái độc vị bộ quyền rồi là con bay vô làm đồ quánh cái gì, một bộ gì bộ quánh gì. Lúc đầu mình cũng có những e ngại vì thường mình thi đấu các động tác chân luôn luôn là tiếp xúc dưới đất. Còn khi mà thực hiện cú đá Phi Long thì đòi hỏi người mình phải tung ở trên không. Thì lúc đó thì cái bộ tấn của mình nó sẽ bị mất thăng bằng. Cái động tác khi mà mình tung đòn ở trên không thì vẫn có lực và vẫn chắc chắn, không có bị mất thăng bằng. Và quả thật, khi được học qua mới cảm nhận hết những tinh hoa trong từng thế võ, cũng như mức độ khó trong mỗi bước di chuyển, lập tấn, thủ thế, tấn công.
lời cảm ơn, cái bắt tay chân thành. Có lẽ không để nói hết tình cảm của hai chúng tôi lúc này. Những ngày lưu lại võ quán sẽ mãi là ký ức đẹp trong suốt hành trình của hai chúng tôi. Từ hàng trăm năm trước, Bình Định từng là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, người Bình Định không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và đã có một sự nghiệp võ thuật độc đáo. Tinh hoa của võ thuật Bình Định được phát huy cao độ và đạt nhiều chiến công trong phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, nên thường được gọi là võ Tây Sơn. Ngày nay gọi chung là võ Bình Định. Miền đất võ Bình Định có nhiều võ nhân lẫy lừng đến huyền thoại trong quá khứ, hay các bậc lão võ sư tên tuổi hiện nay. Nói về đất võ Bình Định, bao giờ mình rất là trân trọng những cái tài năng và đức độ những cái vị võ sư ngoài đó. Nói chung là những bậc lão võ sư đó thì có những cái thành tích, có những cái đạo đức mà cái giới trẻ bây giờ và đều rất là trân trọng, rất là quý mến. Tình yêu ấy ví như những ngọn lửa giúp cho võ cổ truyền Bình Định luôn cháy bỏng và lan rộng mạnh mẽ. Và những đóng góp ấy đã được đền bù xứng đáng khi vào năm 2012, võ cổ truyền Bình Định đã trở thành một di sản văn hóa, một nét đẹp riêng của người Bình Định và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản phi vật thể cấp quốc gia.